La Thành được biết đến là một nghệ sĩ có đời tư kín tiếng. Thế nhưng ít ai biết được nam diễn viên đã từng trải qua một cuộc tình tan vỡ với bạn gái tên Tiên, cả hai cũng có một cô con gái nhỏ. Tuy nhiên, mới đây đang yên đang lành, La Thành bất ngờ bị bạn gái cũ lên tiếng tố anh bội bạc, thiếu tiền nhà và không có trách nhiệm với con cái. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút đăng tải, bạn gái cũ La Thành đã xóa hoặc ẩn bài viết này đi. Cụ thể, người phụ nữ này cho biết rằng, nhà tao đang ở chính mày là người không đóng tiền nên người ta đuổi mẹ con tao đuổi lên đuổi xuống, mày chậm 2 tuần tiền nhà. Mày không có tiền mà mày hứa với người ta cọc tiền nhà gì tùm lum để người ta đòi tao hoài mày nhục không? Mày đi đóng phim mày có tiền trả nợ 50 triệu người này người kia chứ mày dám cầm 20 triệu cho mẹ con tao một lần chưa mày? Ngay sau đó, quản lý của La Thành đã lên tiếng. Mình là Đạt, hiện tại đang là quản lý của diễn viên La Thành. Mọi người có quyền tin hoặc không với bài viết trên. Nhưng mong mọi người đừng đúc kết, đánh giá một con người chỉ qua một bài viết. Bên mình đã làm việc với luật sư và phía cơ quan công an. Mình sẽ đưa thông tin đính chính sớm nhất và đưa câu chuyện này tới mọi người. Cảm ơn Pet về bài đăng. Cảm ơn các bạn dù yêu mến hay ghét đã dành thời gian quan tâm. Trân trọng. Cho đến chiều ngày 9 tháng 5, đại diện phía La Thành đã đăng tâm thư bóc trần sự thật mối quan hệ, góc khuất trong chuyện tình cảm của nam diễn viên và vợ cũ. Quản lý tiết lộ La Thành và bạn gái cũ xảy ra mâu thuẫn về chuyện tiền bạc trong quá trình chung sống. Ngoài ra, nam diễn viên thường xuyên bị đe dọa sẽ đăng bài tố cáo để làm xấu mặt. Đáng nói, quản lý còn cho biết bạn gái cũ từng nhắn tin cho mẹ ruột La Thành với lời lẽ xúc phạm, thiếu tôn trọng và tung tin vu khống. Theo lời quản lý, La Thành đang làm việc rất chăm chỉ, thậm chí là kiệt sức đến nhập viện để có đủ tiền trả nợ và chu cấp nuôi con gái. Tôi là người quản lý công việc và tiền bạc của Thành. Có tháng tôi phải trả đến 100 triệu tiền nợ cũ của Thành. Và tiền cho con bé là nhiều lần trong một tháng, không phải một tháng chỉ có 1-2 triệu. Không những vậy, bạn gái La Thành còn gửi tin nhắn xúc phạm mẹ của nam diễn viên với lời lẽ thiếu văn hóa. Quản lý khẳng định sẽ đưa chuyện này ra pháp luật để xử lý. Chúng tôi hoàn toàn mong muốn được nhận quyền nuôi bé bất cứ khi nào bạn không đủ khả năng. Sẵn sàng làm bất cứ thủ tục pháp lý ràng buộc nào về quyền lợi của bé khi được nhận nuôi trước quy định của pháp luật. Và chắc chắn nếu bạn không chịu, tôi cũng sẽ mời cơ quan chức năng can thiệp để chấm dứt vụ việc này dứt điểm. La Thành sẽ chấp nhận bất cứ mức chi phí nào về trách nhiệm nuôi con, chu cấp cho con trong trường hợp không được trực tiếp nuôi con, miễn mức chi phí do tòa án quy định chứ không phải bạn. Trường hợp Thành không đủ điều kiện thì tôi sẽ đứng ra nhận trách nhiệm tương tự nếu bạn muốn. Quản lý La Thành viết, đồng thời người này cho biết La Thành từng rút đơn kiện vì không muốn cuộc sống của bạn gái cũ và con gái bị ảnh hưởng. Sau khi quản lý đại diện phát ngôn, đến tối cùng ngày, La Thành đã chính thức lên tiếng nói rõ mọi chuyện. Đầu tiên, La Thành xin lỗi mọi người vì chuyện gia đình cá nhân để gây ảnh hưởng nhiều như thế này. Sáng nay, gia đình Tiên, mẹ Tiên, anh Tiên đã qua nhà nói chuyện với mẹ Thành, quản lý của Thành và đã trao đổi rất rõ ràng mọi chuyện rồi. Và đã có nói chuyện để giải quyết những điều muốn nói ra và cũng đã mở lời xin lỗi nhau rồi. Trong câu chuyện này, Thành nghĩ người ở trong cuộc hiểu rõ nhất. Đã xong mọi chuyện rồi nên Thành nghĩ mọi người đừng dành những lời lẽ, bình luận ác cảm cho cả hai phía nữa. Ngoài ra, La Thành cũng gửi lời xin lỗi đến bạn gái cũ và con gái vì đã không đủ sức lo lắng đầy đủ cho gia đình. Quản lý của La Thành cho biết mỗi tháng nam diễn viên sẽ chu cấp cho bạn gái cũ 15 triệu mỗi tháng để nuôi con trong suốt một năm tới. Sau một năm, cả hai sẽ thỏa thuận lại và đưa ra phương án phù hợp hơn. La Thành cũng bộc bạch thêm, làm mọi người giận nhiều nhưng cũng thương nhiều. Hiện tôi không dám nói chuyện với ai mà chờ hành động để mọi người nhìn nhận lại con người mình. Nói chung là tôi đã sai quá sai. Trong khi đó, những người trong họ hàng thì ai cũng từ mặt tôi. Không ai dám gần, mẹ chưa ngỏ lời cho tôi qua tá túc thì họ đã từ chối trước. Có những người bạn mình từng đối xử tốt, lo ăn uống khi đi diễn thì quay ra nói xấu. Trong hoạn nạn mới biết ai thương mình thế nào. Được biết, đây cũng không phải lần đầu tiên La Thành vướng vào xung đột tiền bạc khiến mạng xã hội dậy sóng. Trước đó, anh từng có thời gian rời khỏi showbiz vì vướng vào cờ bạc đỏ đen. Nhắc về quá khứ tội lỗi của mình, chính nam diễn viên cũng cho biết rằng trong những lúc khó khăn nam diễn viên mới thấm thía tình cảm của bản thân. Anh em, bạn bè dành cho mình khi được Thu Trang, Trấn Thành, Việt Hương, Anh Đức, Hoàng Phi giúp đỡ.